Hôm qua, Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quận đã xem xét thảo luận tờ trình của Ủy ban Nhân dân quận về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân quận. Trên cơ sở xem xét tờ trình của Ủy ban Nhân dân quận, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng Nhân dân quận đã thảo luận đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân quận.